Mến chào các bạn quay trở lại channel Daily AZ. Thưa các bạn, được ghi tên trong danh sách kỷ lục Guinness Thế giới thật là một vinh dự. Tuy nhiên không phải kỷ lục nào chúng ta cũng có thể học theo được. Mời các bạn và Daily AZ cùng điểm qua top 10 kỷ lục điên rồ nhất thế giới. Zdeněk Zahradka đến từ Cộng hòa Séc vẫn sống sót sau 10 ngày bị chôn sống trong một chiếc quan tài chôn dưới lòng đất mà không hề có thức ăn hay nước uống, ngoại trừ một ống thở được kết nối với thế giới bên ngoài. Kỷ lục trước kia cũng đã được ghi nhận với thời gian là 4 ngày. Roger Chilton đến từ Luxembourg đã dùng răng của mình khênh một chiếc bàn đi xa tới 11,8m. Không chỉ mang một mình cái bàn nặng 12kg mà thậm chí anh còn có thể khênh nó trong khi một cô gái 50kg vẫn đang ngồi trên đó. Sự việc được diễn ra tại Madrid vào năm 2008 và ngay lập tức nó đã trở thành kỷ lục phi thường nhất lúc bấy giờ. Chú chó 3 tuổi Mitch Harvey đã giành chiến thắng trong cuộc thi chú chó có đôi tai dài nhất với kích cỡ chiều dài đôi tai lên tới 35cm. Vào ngày 14 tháng 2, một nhóm đầu bếp đến từ Vinkovci đã làm ra chiếc xúc xích dài nhất thế giới. Với tổng chiều dài lên tới 530m, nó đã dễ dàng đánh bại kỷ lục được lập ra trước kia bởi một nhóm đến từ Romania với chiếc xúc xích dài 392m. Với chiều dài 5,5m, chiều rộng 2,25m, chiều cao 1,83m và bên trong có thể chứa vừa 30 người. Chiếc giày có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ này xứng đáng là chiếc giày lớn nhất thế giới. Vào năm 2013, một người đàn ông tên là Johnny Tren đã sử dụng một chiếc cưa máy để cắt táo. Người đàn ông người Mỹ này đã dùng răng giữ táo trong miệng và cắt chúng bằng chiếc cưa máy. Hiện nay, anh vẫn là người nắm giữ kỷ lục này với thành tích cắt 8 quả táo trong vòng 1 phút. Năm 2009, Simon Elmore đến từ Anh đã ngậm 400 chiếc ống hút trong miệng cùng một lúc mà không cần sử dụng đến tay và đã giữ chúng bằng miệng trong vòng 10 giây. Bị châm một chiếc kim trên mặt là đã đủ đau đớn. Vậy mà vào năm 2013, người đàn ông Wei Shanchu đến từ Trung Quốc đã dùng 2.188 cây kim châm cứu để chọc lên mặt mình. Anh đã phá vỡ kỷ lục này nhiều lần mỗi khi có ai đó thay thế vị trí của mình. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2014 tại Thái An, Trung Quốc, người đàn ông tên Gao Bingwa đã để cho đàn ông đậu lên người mình với hy vọng sẽ lập kỷ lục thế giới. Và anh đã thành công sau khi để 326.000 con ong bô lên người cùng một lúc. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2013, các cặp đôi Thái Lan đã cùng hôn nhau để phá kỷ lục Guinness về nụ hôn dài nhất thế giới. Kỷ lục trước đó là 50 giờ 25 phút 1 giây. Cặp đôi Ekachai và Lassana Tiranarat đã thành công phá vỡ kỷ lục với tổng thời gian khóa môi lên tới 58 giờ 35 phút 58 giây. Trên đây là video top 10 kỷ lục điên rồ nhất thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Để ủng hộ kênh, mời bạn hãy like và share và không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.